Em còn buồn vì cuốn vở bị xé hả? Càng nhắc là càng bực anh Minh này ghê. Sống sao sống sát rồi. Chắc tối về chị lại phải đánh ảnh một trận nhớ đời mới được. Thôi chị, đừng làm như vậy. Hồi nãy Hương có kể cho em nghe rồi. Anh Minh chắc là tại vì thương tụi nó quá nên mới làm như vậy. Cảm ơn em nha. Nhưng mà dù sao chị cũng phải nói chuyện lại với ảnh. Chứ không thôi là gặp đứa nào hung dữ là ăn no đòn luôn đó em. Thiệt, phải chi ba mẹ em còn sống thì em đã được làm chị rồi. Vậy bây giờ em đang ở với ai? Em đang ở với ngoại. Lúc trước ngoại còn khỏe thì em với ngoại cùng đi bán. Nhưng mà bây giờ bà ngoại em bị bệnh nằm ở nhà rồi. Vậy là chi phí trong nhà là một mình em lo đó hả? Em bán kẹo như vậy làm sao mà đủ? Dạ, không đủ thiệt. Nhưng mà ban đêm em có đi rửa chén mướn với mấy bạn ở mấy quán đó. Chén dơ lắm, tụi em rửa cho tới tối. Em rửa tùy hôm, có hôm nhiều á thì được 70.000, còn có hôm ít á thì được 50.000 thôi à. Ủa, rồi em làm vậy suốt đâu sáng dậy đi học nữa? Em đâu có đi học đâu. Vậy tiếng Anh em học ở đâu mà giỏi vậy? À, tại em đi bán ở phố Tây, có một chị ở quán cà phê kia chỉ cho em những câu cơ bản đó. Hi, nice to meet you. Welcome to Việt Nam. You are so beautiful and kind. Can you buy something for help me? A little money to buy a food? Hiểu gì hết trơn á. Chị nghe toàn là mít với khoai không à. Đâu có đâu. Em đang nói để mời người nước ngoài mua mà. Chứ đâu có nói gì về mít với khai đâu chị. Thì chị đâu có biết tiếng Anh đâu. Mà mấy câu khi nãy em nói là gì vậy? À, có nghĩa là xin chào, chào mừng bạn đến với Việt Nam. Bạn trông thật xinh đẹp và tốt bụng. Bạn có thể mua giúp tôi một ít bánh kẹo để có tiền mua đồ ăn không? Wow, xịn quá. Nhưng mà nhờ người ta mua giúp mà cũng phải khen người ta xinh đẹp với dễ thương đó hả? Dạ đúng rồi chị, mình phải khen người ta trước, sau đó mình mới mời người ta. Ý tụi chị là tụi chị cũng hay mời người ta mua giúp lắm. Cũng kêu là anh đẹp trai chị đẹp gái ơi mua giúp em tờ vé số, nhưng mà không ai mua. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì đó, chị còn tưởng chị mời họ mà họ không nghe nên chị mới ráng đứng mời thêm mấy lần nữa, nhưng mà bọn họ có mua đâu. À em biết rồi. Hả, biết cái gì? Tại vì á chị mời nhiều lần quá, người ta đã không muốn mua rồi. Mà chị cứ mời vậy nên người ta khó chịu. Khách á mà đã khó chịu á thì hay là không có nhu cầu mua á thì chị mời hoài thì nó kiểu giống như Kiểu như nào? bám dây như đĩa chị. Người ta đã không có nhu cầu mua rồi mà chị cứ mời hoài, người ta chỉ ghét mình thêm thôi. Nhưng mà không mời không ai mua. Ít người vừa mời đã mua lắm luôn á. Em không biết nữa, nhưng mà lúc trước em bán ở phố Tây á, em không mời người ta cũng mua giúp em nữa. Thôi kệ đi, giờ mình bán thì mình cứ bán thôi. Chứ ai có nhu cầu thì mua, còn ai không có nhu cầu thì mình đi thôi. Ai thấy thương thì họ mua giúp mình thôi chứ sao. Dạ. À thôi, bây giờ chị em mình tranh thủ ghé qua nhà sách. Chứ để tối chị còn phải coi anh Minh quay lại chưa, để chị còn đi tìm ảnh nữa. Chứ ảnh mà không bao giờ là chị lại phải đi tìm ảnh nữa đó. Dạ thôi không cần đâu chị cứ đi về đi. Em về em tìm cách dán lại là sử dụng lại được à. Sao được, chị đã hứa mua lại cuốn vở mới cho em rồi mà. Chị có tiền, em yên tâm, em muốn lựa cuốn nào cũng được. Dạ thôi, cuốn vở này á là một người chị dạy cho em tiếng Anh tặng cho em cuốn vở này nên là em rất là quý cuốn vở này, lúc nào em cũng phải đem nó theo bên cạnh hết á. Nhưng mà Thôi, không có sao đâu chị. Em nói thiệt mà. À,
em còn phải đi mua đồ ăn về với ngoại. Không em về trễ ngoại lại lo. Vậy hả? Vậy hai chị mình đi chung đi. Dạ. Đi. Hai đứa ăn gì nói đi, tụi tôi làm. Dạ, dạ có, cô bán cho con một hộp cơm mang về. Cơm gì? Ở đây có cơm gà kho, cơm gà sáu mỡ, ăn nào? Dạ. Dạ, giá bao nhiêu vậy cô? Cơm gà kho thì 25.000, còn cơm gà sáu mỡ thì 35.000. Ăn nào kêu lẹ lên đi. Con, cô lấy cho con một hộp cơm, ít cơm cũng được. Nhưng mà cô cho con vài lát thịt bán 15.000 thôi được không cô? Bán cái gì mà bán? Cô, cô lớn mà cô nói chuyện kỳ vậy. Không bán được thì thôi chứ. Hỏi gì? Hỏi vậy sao bán? Làm như có mỗi chỗ này bán cơm gà không bằng á. Gì? Đi, đi chị ơi. Mình đi. Tin gì đâu.